Vâng, và đây là những bộ dây mic Mỹ Sapphire, là dòng dây mic tốt nhất hiện tại bây giờ để các bác sử dụng công nghệ OFC siêu mịn và siêu mượt, siêu mềm cho các bác. Đối với bộ dây mic này cho ra âm lượng và độ nhẹ rất là cao, sử dụng rất cực kỳ tốt và cũng như là rất nutric hết cho các bác nha. Nhưng bộ dây này thì các bác xài muôn đời muôn thở nha, bảo hành là trọn đời cho các bác luôn nha. Chỉ xài thôi chứ không biết nó hơi lượng, không bao giờ hơi nha các bác. Thì độ xịn các bác xài bao phê rồi. Dây thì 3m, xin lỗi các bác, 7m nha. Dây mic 7m Sapphire, hàng của USA. Dây rất là mềm. Dòng dây này thì ngon hơn dòng dây Canred Nhật rất là nhiều nha các bác. Giá thì em đang phân phối là 700, à xin lỗi các bác, 400. 7m 400 ngàn bao gồm phí ship nha các bác. Các bác nào lấy hai bộ thì em bớt chút đỉnh nha. Một bộ nó là 7m, giá là 400 ngàn, dây Sapphire của Mỹ. Các bác cứ lấy thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại này nha. Đợt này em về dây mic Mỹ rất là nhiều, để các bác mình phục vụ các bác mình chơi những bộ mic xịn nha. Đấy, cực kỳ xịn sò. Há những dây mic tốt thì độ nhẹ âm thanh nó ra nó cao và nó chỉ không bị delay, có nghĩa là không bị chậm tiếng hát khi các bác hát từ dây ra mic xịn. Đường truyền tín hiệu nó tốt thì các bác hát nó chính xác hơn. Alo là nó có liền luôn, ngay lập tức, chứ không như dòng dây rẻ tiền thị trường vài chục ngàn nó khác rất là nhiều. Và dây đây các bác xài thiên thu luôn. Để bác nào cần thì alo cho em, mình em về khoảng là 50 bộ để phục vụ các bác mình nghi hát, hát hò gia đình với những bộ mic pro có dây và cần một bộ dây xịn. Liên hệ cho em qua số điện thoại trên. Và đây là những bộ dây loa AudioQuest 14-4, giá là 650 ngàn, 2,5 m một vế, mỏ chim và mỏ chim bắp chuối nha các bác. Dòng này cũng dòng bãi Mỹ luôn nha, AudioQuest 14-4, 4 loại, có bản mỏ chim và mỏ chim bắp chuối, 2,5 m một vế,